Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 18: Một ý niệm ác liền cảm ứng tương thông. Chúng ta làm một việc gì đó, không nên cho rằng chúng ta làm việc này rất là bí mật, không có người nào biết. Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Bí mật của bạn chỉ có thể che giấu được những người ngu muội. Những phàm phu ngu si thì không biết, chứ chư Phật Bồ Tát biết được rõ ràng tường tận. Bởi vì bất cứ một ý niệm nào, ý niệm vừa khởi lên liền châu biến pháp giới. Các nhà khoa học hiện tại gọi là sóng tư tưởng. Tốc độ của sóng tư tưởng rất là nhanh, không cách gì nghĩ tưởng được. Ở đây vừa mới động thì liền châu biến pháp giới. Các nhà khoa học cận đại họ cho rằng tất cả những hiện tượng vật chất đều không phải là thật. Cái hiện tượng này từ đâu mà có ra vậy? Đều là do huyễn tướng của sóng động mà sanh ra. Cái cách nói này gần giống với cách Phật đã nói trên kinh điển Đại Thừa. Đây là đích thực hiện tượng của sóng động. Chúng ta khởi lên một ý niệm, trong khoảng một sát na liền châu biến pháp giới, còn nhanh hơn gấp bao nhiêu lần so với tốc độ của ánh sáng, còn nhanh hơn so với tốc độ của điện từ. Lấy cái dãy ngân hà mà hiện tại chúng ta đã biết, các nhà khoa học nói với chúng ta, hai đầu của dãy ngân hà, từ đầu bên đây đến bên kia đầu ngân hà, nếu dùng tốc độ của ánh sáng thì phải mất hết 10 vạn năm. 10 vạn năm thì cái ánh sáng đó mới đi đến đầu bên kia. Bạn mới biết được tốc độ của ánh sáng còn chậm đến như vậy. Thế nhưng sóng của tư tưởng không như vậy. Vừa động thì châu biến pháp giới, cho nên liền có thể cảm ứng tương thông cùng với chư Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi lên một niệm thiện thì cảm ứng tương thông với chư Phật Bồ Tát thiện thần. Nếu khởi lên một niệm ác thì cảm ứng tương thông với yêu ma quỷ quái. Bạn khởi lên một niệm ác thì yêu ma quỷ quái đều đến giúp đỡ cho bạn, đến gia trì cho bạn. Họ làm cho cái ác của bạn thêm lớn mạnh, giúp bạn mau chóng đọa vào ba đường ác, mau chóng vào địa ngục. A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.